Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm. Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món thịt bò kho sả ớt. Một món ăn rất là ngon cho bữa cơm ở gia đình. Thịt bò thì nó ngọt, ngon. Còn sả thì có vị hương thơm rất là đặc trưng. Rồi vị cay cay của ớt. Rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác tạo nên món thịt bò kho sả ớt rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn. Món này ăn hào cơm dữ lắm, hào cơm luôn. Rồi các nguyên liệu của mình hôm nay gồm có: mình sử dụng 400g thịt bò, và hôm nay mình sử dụng nạm bò nghe quý vị. Nó có phần mỡ mỡ nữa, ăn rất là béo, thì nó hơi dài tí nhưng mà ngon lắm luôn. Rồi các tép tỏi, hành tím, các trái ớt, hành lá, và nguyên liệu không có thiếu khác đó là sả. Mình sử dụng khoảng 200g sả cây nghe quý vị, và một số gia vị thông thường nữa. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị. Rồi trước tiên các cây sả thì mình sẽ sắt lát mỏng mỏng ra luôn. Hôm nay mình không cần phải băm cho nó thật là nhuyễn nghe quý vị. Mình sắt phanh phanh. Rồi mình sẽ kho. Và trước khi kho thì mình cũng xào sơ qua. Đó, sau một hồi mình đã sắt ra xong rồi đó quý vị. Mình sẽ cho ra cái dĩa sẵn luôn. Hôm nay mình sử dụng sả cũng rất là nhiều cho nó thơm và ngon. Và bây giờ mình sẽ ướp thịt bò luôn. Mình cho khoảng 1/3 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt vào trong dĩa thịt bò. 1/3 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường cát. Nước mắm thì mình cho cũng khoảng 2 muỗng cà phê nước mắm. Nước mắm thì mình cho một ít thôi. Khi nào mà thịt bò kho của mình gần như chín đó quý vị, mình sẽ cho vào thêm. Và tiêu xay thì mình cho nửa muỗng cà phê tiêu xay vào. Nước màu thì mình cho khoảng 2 muỗng cà phê nước màu vào luôn. Và sả thì mình cho một ít vào, cũng khoảng 2 muỗng cà phê sả nãy mình sắt lát mỏng ra đó quý vị. Rồi sau đó mình đảo đều lên để cho thịt bò của mình nó sẽ thấm đều các gia vị. Rồi sau đó mình để cũng khoảng 15 đến 20 phút nha quý vị. Trước khi mình kho, mình để càng lâu thì các gia vị nó càng thấm sâu vào các miếng thịt bò. Sau đó mình kho thì nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon lắm luôn. Và trong cái thời gian mình chờ đợi các gia vị thấm vào thịt bò quý vị, thì mình sẽ sơ chế các nguyên liệu khác nha quý vị. Cái phần hành lá thì mình cũng sắt nhỏ nhỏ ra luôn. Để khi nào mà thịt bò kho sả ớt của mình chín thì mình sẽ cho vào. Hành tím thì mình đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra luôn. Để nữa mình phi. Rồi mình cũng cho ra cái dĩa nhỏ sẵn luôn. Tương tự thì các tép tỏi mình cũng đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình cũng băm cho nó nhuyễn ra luôn. Để nữa mình phi chung với hành tím luôn nha quý vị. Tỏi hôm nay mình sử dụng cũng rất là nhiều luôn. Và các cái ớt hiểm đó quý vị. Ớt này cay dữ lắm luôn. Mình cũng sắt nhỏ nhỏ ra. Để nữa mình cho vào trong dĩa sả nghe quý vị. Đó, mình cứ sắt phanh nhỏ nhỏ ra là được rồi. Và một trái ớt sừng trâu nè quý vị. Ớt này cũng cay nghe quý vị. Mình sắt lát mỏng mỏng ra để nữa mình trang trí thôi, cho nó đẹp mắt hơn khi mà bò kho sả ớt của mình chín. Rồi mình cho một chút xíu muối vào trong dĩa sả, xíu bột ngọt cũng khoảng 1/5 muỗng cà phê quý vị, chút xíu hạt nêm, xíu đường cát. Rồi sau đó mình đảo đều lên. Sả mà mình sắt mỏng ra như vậy nè quý vị, mình cho một ít gia vị vào á thì sả của mình nó sẽ rất đậm đà khi mà mình kho với thịt bò. Và trước khi kho thịt bò thì mình cũng xào sơ qua nghe quý vị.
Và bây giờ mình bắt cái chảo nhỏ lên, mình cho một ít dầu ăn vào. Khi mà dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho hành tím vào để mình phi. Rồi sau đó mình cho một ít tỏi vào để mình phi chung luôn. Trong lúc phi thì mình đảo đều lên. Và bây giờ thì tỏi hành tím cũng đã vào, ánh rất là thơm lên rồi nè quý vị. Mình sẽ cho nguyên dĩa sả vào. Sả thì mình sẽ xào sơ qua cũng khoảng 3-4 phút thôi. Và một ít còn lại thì mình chừa lại để nữa mình trang trí cho nó đẹp nha quý vị, khi mà thịt bò kho sả ớt của mình chín. Đó, trong lúc xào thì mình đảo tới đảo lui. Tầm cũng khoảng 3 đến 4 phút là được nha quý vị. Đó, sau đến 3-4 phút rồi. Sả của mình cũng đã ngấm các gia vị và cũng đã rất là thơm lên rồi. Mình nhắc xuống. Mình bắt cái chảo khác lên và hôm nay mình kho thịt bò trong cái chảo này nha quý vị. Mình cũng cho một ít dầu ăn vào. Rồi hành tím thì mình sẽ cho vào luôn để mình phi. Rồi tỏi còn lại đó quý vị thì mình cũng cho hết vào luôn để mình phi. Đó, mình đảo đều lên. Và sau một hồi phi thì tỏi và hành tím nó cũng đã vàng óng ánh lên rồi đó quý vị, rất là thơm luôn. Mình sẽ cho nguyên dĩa bò vào. Nãy giờ mình ướp các gia vị thì cũng khoảng 20 phút rồi. Và mình cho vào và mình đảo đều lên. Mình kho đến khi nào mà thịt bò nó hết cái màu đỏ đỏ á quý vị thì mình sẽ cho nước lọc vào nha quý vị. Đó, và sau một hồi đó cái phần thịt bò của mình nó lên cái màu cũng rất là đẹp rồi, phần đỏ đỏ cũng đã hết rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho nước lọc vào. Mình tận dụng cái dĩa ướp thịt bò nãy luôn, rồi mình cho nước lọc vào. Thì mình cho cũng khoảng hơn nửa chén nước lọc vào quý vị. Rồi tiếp tục mình kho. Khi mà mình cho nước lọc vào rồi thì mình cũng để lửa nhỏ nhỏ thôi, riu thôi, để cho thịt bò kho sả ớt của mình nó sẽ chín từ từ và nó ngấm các gia vị từ từ. Và trong lúc kho đó quý vị thì nó có lên cái phần bọt á, thì mình sẽ lấy cái muỗng mình vớt bỏ hết những cái phần bọt này nha quý vị. Tại vì cái phần bọt này ăn không có tốt cho sức khỏe, cho nên khi mình kho nó lên cái phần bọt bao nhiêu thì mình sẽ lấy muỗng mình vớt hết bọt bấy nhiêu luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần sả ớt hồi nãy mình đã xào sơ qua đó, mình cho hết vào luôn để mình kho. Mình kho thêm cũng khoảng 4-5 phút nữa rồi được rồi. Khi nào mà thịt bò kho sả ớt của mình nó sệt sệt lại nha quý vị là được rồi. Hoặc nếu mà mình ăn nước thì có thể mình chừa một ít nước cũng được, còn không thì sệt sệt lại như nhà mình cũng được luôn. Và khi thịt bò kho sả ớt của mình cũng đã sắp chín rồi thì mình sẽ cho thêm khoảng một muỗng canh nước mắm nữa. Rồi mình đảo đều lên, rồi tiếp tục mình kho thêm cũng khoảng 1 phút nữa là được rồi nghe quý vị. Đó, sau thời gian mình kho thêm cũng khoảng gần 1 phút rồi. Và cái phần sả mình chừa lại đó quý vị, mình cho lên trên. Và hành lá thì mình sẽ cho lên trên luôn. Và cuối cùng là các lá ớt nè quý vị, mình cho vào, mình trang trí cho nó đẹp thôi. Rồi mình tắt lửa luôn nha quý vị. À, món thịt bò kho sả ớt của mình cũng đã chín rồi. Và bây giờ thì mình sẽ múc hết ra dĩa luôn, chuẩn bị mình dùng trong bữa cơm ở gia đình mình. Hôm nay mình làm một món rất là bắt cơm, đó là thịt bò kho sả ớt. Quá trời hấp dẫn lắm luôn. Và bây giờ mình quay cận lại nào quý vị. Nguyên dĩa thịt bò kho sả ớt cũng đã chín rồi. Một món ăn rất là ngon, rất là dễ làm. Món này ăn hao cơm dữ lắm, hao cơm. Thịt bò thì nó ngọt, ngon. Rồi mình kho cái phần nạm nữa, nó có cái phần mỡ mỡ, rất là béo lắm. Rồi sả có vị hương thơm rất là đặc trưng. Rồi vị cay của ớt. Rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác, tạo nên món thịt bò kho sả ớt rất là thơm ngon tuyệt vời lắm. Và cách làm thì cũng rất là đơn giản và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi Hữu Quốc Món Ngon Trẻ Làm xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.